Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với GC Channel. Có thể anh em đang băn khoăn tự hỏi tại sao tiêu đề video lại là tại sao lại ghét các đặc vụ Valorant? Thì đúng vậy, có người thích, có người lại ghét cay ghét đắng. Lần trước chúng ta đã cùng điểm qua những tội lỗi của các đặc vụ controller rồi. Vậy hôm nay sẽ là một row tiếp theo, Sentinel. Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến từ Twitter, Reddit, Facebook của cộng đồng người chơi khắp thế giới để xem những mặt xấu của các đặc vụ nhé. Tin tôi đi, nhiều lý do sẽ khiến mọi người dơ khóc dở cười luôn đấy. Anh em xem đặc vụ tủ của mình có bị nói xấu miếng nào không nhá. Và hãy nhớ rằng video chỉ mang tính chất giải trí, không đưa tính chất sức mạnh hoặc là gây thù ghét bất cứ nhân vật nào. Còn bây giờ thì get go. Trước khi bắt đầu video, GC Channel muốn thông báo với anh em rằng bọn mình mới thành lập kênh YouTube mới có tên là Ngày Này Năm Xưa, nơi đem đến các thông tin và kiến thức bổ ích về lịch sử thế giới nhưng theo phong cách giải trí và hài hước. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các anh chị em viewer nhé. Link kênh mới sẽ được đặt ở dưới phần mô tả. Chúng mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì trở lại với nội dung chính của video thôi nào. Sentinel hay còn gọi là lớp đặc vụ hộ vệ, bao gồm Sage, Chamber, Cypher, Killjoy và mới đây nhất là Deadlock. Toàn là những người bảo vệ Sai, giữ chắc khu vực một cách kiên cố. Vậy tại sao lại có thể ghét được nhỉ? Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với Sage, một nhân vật được xây dựng đúng kiểu một mommy hiền hậu với những sức mạnh được cho là mạnh nhất Valorant, chữa lành và hồi sinh. Nhưng sống trên đời này làm gì có ai được yêu mến hết đâu cơ chứ. Đúng vậy, lại là vấn đề về người chơi. Chắc chắn các bạn đã được thấy những người nào chơi Sage đứng ở top frag hay được gọi bằng cái tên như là Sage Duelist rồi đúng không? Ở đây, chúng ta sẽ nói đến lối chơi Sage ích kỷ. Đã có một thời gian, hồi máu của Sage dùng cho cả đồng đội lẫn bản thân đều bằng nhau, nên nhiều người đã dùng cô nàng Sentinel này như một duelist. Họ chẳng thèm kê sai, bảo kê hay là trả đồ để ngăn kẻ địch đi vào. Sage đã bất đắc dĩ biến thành một duelist với những trận đấu toàn đứng đầu bảng. Tất nhiên thì việc bạn tay to nhiều mạng là tốt chứ sao. Nhưng thời gian đó họ chỉ pick Sage và dùng hồi máu cho chính bản thân mình, biến Sage như một Reyna thứ hai, tiến vào side đầu tiên, đẩy ra ngoài trước hay đi flank, vân vân. Thì mất một chút máu thì không sao, còn khi bị hạ gục, cả team đã mất đi một đặc vụ Sentinel có nhiều kỹ năng phòng thủ sai một cách ngớ ngẩn. Tiếp đến chính là kỹ năng hồi sinh bị dùng một cách bừa bãi. Nhiều người nghĩ rằng kỹ năng này là kỹ năng dễ nhất của Valorant, kiểu chỉ cần dựng người khác dậy là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng thực sự là không phải như vậy đâu. Chiêu hồi sinh của Sage cần thêm những yếu tố vô cùng quan trọng như là hồi sinh xong phải bảo kê hay là tính toán xem hồi sinh có đủ tham, đủ người xử lý tình huống hay không. Vì chẳng có ai muốn 2 đấu 5 mà quả Spike thì đang tít tít sắp nổ cả. Hay khó hơn là tính xem hồi sinh dậy để đồng đội có thể xếp súng. Và tất nhiên, một chiêu thức Imba đem lại sự sống cho bạn chưa chắc đã khiến bạn vui vẻ gì đâu. Bạn có thể là nạn nhân của bất cứ trường hợp nào kể trên như là Sage hồi sinh bạn xong không kê này, xong rồi bạn lên để chết tiếp. Hay ức chế nhất chính là hồi sinh bạn để bait. Bait mà có mạng thì ok fine, còn bait mà chết cả hai thì... Cuối cùng là chiêu thức tường băng của Sage. Vâng, một chiếc tường có thể ngăn không cho kẻ địch rush hay là che chắn sai thật hiệu quả phải không nào? Nhưng không, họ dùng tường để làm những top top Sage đứng lên để bắn, bịt lại lối đi của đồng đội hay những quả tường vô tri mà họ nghĩ rằng là hiệu quả. Nói chung, làm được thì cũng hay, nhưng mà bạn thích đôi khi người khác lại thấy khó chịu vì nó chẳng giúp ích gì nhiều cho tổng thể trận đấu cả. Vậy đó, Sage đã từng có một thời gian bị anti do chính những người chơi biến cô nàng thành một duelist bất đắc dĩ. Vâng, đặc vụ yêu thích nhất của Valorant, soái ca người Pháp với khẩu bánh mì dài 2m đốn ngã các anh chị em chơi Valorant một thời. Một đặc vụ thống trị meta không hề lay chuyển, Chamber. Đúng rồi đó, các bạn thử nghĩ mà xem, một idol nổi tiếng xong bị dính tai tiếng thì sẽ như thế nào? Đúng rồi, bị ghét chứ còn thế nào nữa. Chamber thì cũng gần như tương tự vậy. Nói là ghét thì thực ra cũng không đúng lắm, mà là ghét bỏ thì chuẩn hơn. Sau bản nấp chí mạng tại bản mùa 5 hay mùa 6, Chamber Lauren đã hoàn toàn biến mất. Kỷ nguyên Chamber gần như là sụp đổ. Top 1 pick rate tại đấu chuyên nghiệp, đấu rank hay là đấu thường bây giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Một Sentinel nhưng lại có cho mình lối chơi sánh ngang với cả Duelist. Giờ đây, anh đã không còn được ưu ái như vậy nữa. Valorant đã phá bỏ hoàn toàn lối chơi này của anh. Giờ thì Duelist cũng chả phải, Sentinel thì cũng không. Tỷ lệ pick và tỷ lệ chiến thắng lẹt đẹt. Chamber ở thời điểm hiện tại chỉ là một đặc vụ xếp hạng tier B. Killjoy, một cô nàng đang đứng top đầu Sentinel hiện tại,
cô có lối chơi khá thân thiện, đi kèm với đó là thủ sai cực mạnh, và đương nhiên là đang đứng đầu meta Sentinel hiện nay. Nhưng có thể các bạn không biết rằng, chính vì có thể dễ chơi cộng với cả Imba đã khiến cô nàng này bị ghét cay ghét đắng. Có một bài viết trên Reddit đã chia sẻ rằng Killjoy khiến Valorant trở nên dở tệ. Người này chia sẻ rằng Killjoy chả cần động não, và rồi cô có cả tá thứ giết người hộ thay vì dùng kỹ năng bắn súng. Tất cả những việc cô ấy làm chỉ là ấn một cái nút và mọi chiêu thức sẽ làm tất cả mọi việc. Và có thể nếu các bạn từng xem các cốt truyện đặc vụ của GC Channel, các bạn có thể thấy rằng Killjoy có hẳn trưởng ban anti-fan ở ngay trong chính tổ chức của mình, chính là Reyna. Reyna là một nữ hoàng Radiant, cô ấy rất ghét con người hoặc những người nào sử dụng công nghệ. Nhưng với Killjoy thì cô đặc biệt dành một sự phẫn nộ và căm ghét lớn hơn bao giờ hết. Có thể là do em gái Lucia của Reyna đã gặp rắc rối với những thiết bị của Killjoy chăng? Bên cạnh đó, Killjoy đã có một làn sóng ghét bỏ khi mà trở thành đặc vụ có nhiều bug nhất Valorant. Chắc các bạn vẫn nhớ chiếc bug đến từ Turret Killjoy trong trận đấu giữa FPX với XZ khiến cho hai team phải đấu lại vào 3 giờ sáng chứ. Một chiếc bug tưởng chừng như là đơn giản nhưng đã đem đến rất nhiều tai hại cho hai đội chơi lẫn gây khó chịu với người xem. Bên cạnh đó, Killjoy cũng góp phần cho việc Split bị loại bỏ trong quá khứ khi dính phải một đống tùm la tùm lum bug của cô nàng trong chính cái map này. Thông tin này thì tôi không chắc, nhưng cũng khiến cho một số player không hề vui khi bản đồ yêu thích của họ bị biến mất. Cypher từng là một đặc vụ bị hắt hủi nhất trong Valorant, khi đôi khi tỷ lệ pick của anh chàng chỉ bằng 1/20 lần của Chamber Hot Pick Top 1 ngày xưa. Tôi không hề muốn bóc phốt anh chàng này một chút nào, vì thực sự Cypher đã phải trải qua những lần khó khăn và hắt hủi tại những mùa cũ trong Valorant. Đúng vậy, Cypher đã phải chật vật khi nhiều lúc người ta còn chẳng biết anh này thuộc role nào. Anh ta không sở hữu những kỹ năng xịn sò, gây đam và không được xuất hiện nhiều trong các tầng rank cao. Nói quá hơn là biến mất luôn. Nhưng không, các bạn biết tại sao người ta lại ghét Cypher không? Chính là việc anh ta được buff. Nghe thì vô lý, nhưng nó lại thực sự như vậy. Một đặc vụ đang vô danh tiểu tốt với những chiêu thức tầm thường, Cypher đã được buff phải gọi là 200% công lực. Để mà giờ đây, anh ta đã lên hẳn tier A và trở thành một trong những Sentinel meta đấy. Well, nói chung là thời thế thay đổi, nhiều người trong thâm tâm đã nghĩ rằng Cypher là một đặc vụ dễ dàng để đối phó. Nhưng giờ khi họ bị mắc vào những bẫy dây hay là bị Cypher hạ gục nên có hơi chút bất ngờ thôi mà. Thôi tôi nói thật, anh này đã bị chính cha đẻ Riot dí cho không trượt phát nào trong những MV hay cinematic của Valorant rồi. Anh em đừng có ghét Cypher nữa nhá. Vâng, và nhân vật mới mẻ nhất của Valorant, chúng ta sẽ đến với Deadlock. Cái này thì tôi cũng không cần research nhiều làm gì cả, khi cả hiện tại thì cả cộng đồng đang mới làm quen và sử dụng đặc vụ này. Và tất cả những gì tôi thấy rằng, hầu hết mọi người đều nói rằng chiêu thức Deadlock quá là vô lý. Đầu tiên là chiếc cảm biến âm thanh. Mặc dù kỹ năng này tàng hình nhưng thật sự nó vẫn quá to so với những cảm biến của Chamber hay là Killjoy. Nó quá dễ để bị phát hiện và thậm chí những gì kẻ địch cần làm là walk qua nó mà chả cần phải phá. Thứ hai, cũng là thứ khó chịu nhất, chính là chiếc tường của cô. Nó trâu bò một cách quá mức cho phép. Bạn thường phải tốn nguyên một băng Phantom hay Vandal để phá cục chính ở giữa. Và chưa kể, nếu mà Deadlock bên họ biết cách ném ấy, có khi bạn phải phá thêm 1 đến 2 cục nhỏ nữa thì mới có thể đi qua hay là trốn thoát được. Thử tưởng tượng bạn ở round lục hoặc đang trong tình thế bất lợi mà xem. Chiếc tường mới chính là mối đe dọa lớn nhất chứ chẳng phải ai khác nữa. Cuối cùng chính là chiêu cuối Ultimate của Deadlock. Cái này thì tôi cũng thấy nó bình thường thôi, không có gì quá bá đạo. Nhưng chắc chắn nếu bạn chỉ còn 1v1 với Deadlock có chiêu cuối thì tôi tin tôi cũng sợ không kém gì mọi người cả đâu. Chắc là với những người nhạy cảm thì họ mong muốn một pha đấu súng trí não hơn là việc đang gỡ spy thì ăn nguyên quả ulti vào mồm. Nói tóm lại, trên thế giới có người này người kia, có pro và các chấn bé đù, có đặc vụ này cũng có đặc vụ nọ. Anh em cứ làm hết sức mình, búng lụa hết sức với vị đặc vụ yêu thích và enjoy tựa game này hết sức có thể thôi. Số tiếp theo thì chúng ta sẽ bóc phốt các đặc vụ không phải Sentinel. Anh em có đoán được là class nào và có những phốt gì không? Hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên like và subscribe cũng như bấm nút chuông thông báo để có thể nhận được những clip từ chúng mình sớm nhất có thể nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.